Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 14 tháng 10, quân đội Hàn Quốc đặt ra nghi ngại rằng dường như chính quyền Triều Tiên đang chuẩn bị phá nổ các tuyến đường bộ kết nối hai miền. Cụ thể, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết, sau thông báo ngày 9 tháng 10, quân đội Triều Tiên đã tiến hành các động thái dường như liên quan đến việc phá nổ các con đường dọc tuyến Gyeonggui và Đông Ha. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đang theo dõi chặt chẽ hoạt động đang diễn ra ở phía bắc đường phân định quân sự MDL, đồng thời xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn cho binh sĩ và người dân Hàn Quốc. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ cắt toàn bộ tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, đồng thời xây dựng cấu trúc phòng thủ mạnh trong các khu vực để đáp trả với các cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng, vào tháng 3 năm nay, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện Triều Tiên dỡ bỏ hàng chục đèn dọc theo con đường Gyeonggui, con đường nối thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc với thị trấn vùng biên giới Kaesong của Triều Tiên, cũng như đường Dongha dọc theo bờ biển phía đông. Hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị về các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chặn tất cả các kênh liên lạc liên triều dọc biên giới, ví dụ như cắt đứt tuyến đường bộ Gyeonggui bao gồm cả đường sắt ở phía Triều Tiên. Hai con đường Gyeonggui và Dongha được xây dựng trong thời kỳ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng không còn hoạt động do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Đường Gyeonggui được sử dụng lần gần đây nhất là khi quan chức Hàn Quốc rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đường Dongha vẫn chưa được sử dụng kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Máy bay không người lái cầm từ Kube của Nga, còn được gọi là UAV Zala KIB hay KUB BLA, đã gây được tiếng vang về khả năng chiến đấu tiên tiến. UAV này đã trở thành cơn ác mộng của Ukraine. Theo trang tin The Asian Times, tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã chính thức tiết lộ sự phát triển này, đánh dấu những tiến bộ trong sử dụng UAV. Các thông tin cập nhật mới cho thấy vũ khí này giờ đây có thể tiến hành các cuộc tấn công nhóm một lần nhằm vào các mục tiêu của đối phương. Thông tin về UAV cầm từ Kube được tiết lộ năm 2019. Các đợt thử nghiệm cấp nhà nước được hoàn tất vào cuối năm 2021. Máy bay không người lái cầm từ nâng cấp này sẽ là một vũ khí mới hiệu quả trong việc tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine. UAV Kube được chế tạo theo thiết kế không đuôi, kết hợp cánh tam giác có độ cong thay đổi dọc theo mép trước và được trang bị đầu cánh. Một trong những thành tựu chính của các nhà phát triển là tạo ra một UAV có chi phí tương đối thấp, khả năng tấn công chính xác vào các vị trí mong muốn. UAV này nặng khoảng 15 kg, sải cánh khoảng 120 cm. Hình dạng của UAV cầm từ Kube giống UAV Granium, dù nhỏ gọn hơn. UAV Kube cũng khó bị phát hiện và bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không thông thường. Tổng biên tập tạp chí Almanet Aviation của Nga, ông Denis Fedutinov, cho biết khối lượng nhỏ, vật liệu composite và động cơ điện của UAV Kube góp phần tạo nên tín hiệu âm thanh và nhiệt thấp, nhờ vậy nó khó bị đối phương phát hiện. Thêm vào đó, UAV Kube có thể được phóng một cách kín đáo bằng phương tiện phóng di động, tăng cường khả năng tàng hình khi vận hành và trở thành giải pháp thành công cho các cuộc tấn công chính xác. Theo Rostec, UAV cầm từ Kube là một UAV đa năng, có khả năng hoạt động như một đầu đạn dẫn đường, có thể tấn công ngay lập tức hoặc lơ lửng ở một điểm được chỉ định, chờ thời điểm thích hợp nhất để tấn công. Chức năng lơ lửng này cho phép UAV Kube hoặc một nhóm UAV Kube phối hợp và tấn công đồng thời theo lệnh. Dù bay ở độ cao lớn hay thấp, thì UAV cầm từ Kube đều phóng ra lượng thuốc nổ chính xác, khiến nó trở thành một công cụ đáng gờm trong kho vũ khí của Nga. Tập đoàn Rostec nhấn mạnh rằng, đầu đạn của UAV Kube được chế tạo bằng chất nổ mạnh hơn thuốc nổ TNT 1,5 lần. Chất nổ này kết hợp hiệu ứng phân mảnh mật độ cao, có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của đối phương một cách hiệu quả. Các UAV cầm từ này đã chứng minh được giá trị của chúng trong nhiều tình huống chiến đấu khác trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. UAV cầm từ Kube được sử dụng rộng rãi để tấn công các hệ thống phòng không, trạm radar và quân nhân Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, hàng trăm UAV Kube đã được triển khai. Với các báo cáo cho thấy, chúng đóng vai trò then chốt trong việc vô hiệu hóa các tài sản quan trọng của đối phương. Kalashnikov, một công ty con của tập đoàn Rostec chuyên sản xuất UAV Kube, đã liên tục tăng sản lượng qua từng năm. Rostec cho hay, hàng ngàn UAV này đã được sản xuất và cung cấp cho quân đội Nga theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. UAV cầm từ Kube đã chứng minh được hiệu quả đáng kể trong việc nhắm vào các lực lượng của Ukraine trong xung đột. Trước đó, trong năm nay, các báo cáo chỉ ra rằng
UAV được nâng cấp này đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng hơn với Ukraine. Tuy nhiên, giống như các thiết kế ban đầu, UAV cảm tử Kube cũng có những hạn chế. Một nhược điểm lớn của UAV này là thời gian bay tương đối ngắn, khoảng 30 phút, giới hạn phạm vi hoạt động của nó. Mở rộng phạm vi hoạt động có thể cho phép UAV Kube được phóng từ các vị trí nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, giảm rủi ro cho người vận hành và cho phép tấn công xa hơn phía sau phòng tuyến đối phương. Một hạn chế khác của UAV Kube nữa là UAV này có khả năng tải trọng nhỏ. UAV này chỉ có thể vận chuyển khoảng 3kg chất nổ, tăng tải trọng thì tính linh hoạt của UAV Kube cũng sẽ tăng, cho phép nó nhắm vào nhiều mục tiêu của đối phương hơn. UAV Kube không có hệ thống giám sát quang học và nhắm mục tiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào tọa độ được lập trình sẵn vào hệ thống điều khiển từ trinh sát bên ngoài. Việc không có hệ thống nhắm mục tiêu đã giảm khả năng thích ứng của UAV này trong lúc bay. Ông Fedotinov cho rằng việc bổ sung một hệ thống quang điện tử có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của UAV Kube, dốc nó cũng sẽ làm tăng tổng chi phí của UAV. Ông Fedotinov gợi ý một số giải pháp có thể áp dụng như sử dụng hệ thống quang học tiết kiệm chi phí, kết hợp hệ thống xử lý video thông minh để điều chỉnh đường bay của UAV và nâng cao khả năng dẫn đường trong giai đoạn cuối của nhiệm vụ. Bất chấp những hạn chế trên, UAV cảm tử Kube vẫn là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga và những cải tiến cùng những nâng cấp đang liên tục được thực hiện để tăng hiệu quả chiến đấu của UAV này trên chiến trường. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga ngày càng nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho lực lượng Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái. Việc các nước lớn trong EU như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ dẫn đầu về nhập khẩu LNG từ Nga cho thấy một nghịch lý trong chính sách năng lượng của khối này. Theo nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu thuộc Đại học Matthias Corvinus Budapest của Hungary, Jan Kaspa cho biết, mặc dù cam kết cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, các quốc gia thành viên lớn của Liên minh châu Âu-EU như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ lại đang đứng đầu về việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Moscow. Trong bối cảnh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh mục tiêu tách rời hoàn toàn khỏi nguồn năng lượng Nga, số liệu cho thấy xu hướng ngược lại, đặt ra nhiều câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách năng lượng của EU. Trong nửa đầu năm nay, lượng khí tự nhiên hóa lỏng LNG châu Âu nhập khẩu từ Nga đã tăng thêm 11% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ chiếm tới 87% lượng nhập khẩu này, với Pháp dẫn đầu, tăng tới 120% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tập đoàn Total của Pháp đóng vai trò quan trọng khi nhập khẩu một lượng lớn LNG Nga và nắm giữ 20% cổ phần tại mỏ Yamal ở Siberia, một trong những nguồn cung cấp chính cho thị trường châu Âu. Cả Tây Ban Nha và Bỉ cũng đã nhập khẩu LNG của Nga nhiều hơn so với LNG từ Mỹ trong cùng giai đoạn. Những con số này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp giảm phụ thuộc năng lượng mà EU đang theo đuổi. Dù nhu cầu khí đốt tại châu Âu giảm và các quốc gia như Qatar và Mỹ được giới thiệu như những lựa chọn thay thế, việc nhập khẩu từ hai quốc gia này thực tế đã giảm. Hiện nay, 80% LNG sản xuất tại mỏ Yamal của Nga vẫn đang được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhiều lần chỉ trích những quốc gia mà bà cho là đang tìm kiếm những cách thay thế để mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng các quốc gia thực sự đang dẫn đầu việc nhập khẩu, điều đáng chú ý là những nước lớn như Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha lại không bị chỉ trích trực tiếp. Theo chuyên gia Kaspa, vấn đề này khiến cho các nhà quan sát nghi ngờ về tính nhất quán trong thông điệp và hành động của EU. Một số quốc gia thường xuyên bị chỉ trích về việc nhập khẩu năng lượng từ Nga như Slovakia và Hungary không thể chiếm khối lượng nhập khẩu lớn này do không giáp biển. Thực tế, khí đốt từ Nga chủ yếu được mua bởi các quốc gia lớn có hạ tầng năng lượng mạnh, sau đó giao dịch lại trên thị trường. Điều này khiến cho các tuyên bố chỉ trích từ phía EU trở nên mơ hồ, trong khi không có giải pháp cụ thể nào được đưa ra để đối phó với tình hình thực tế. Chuyên gia Kaspa lưu ý, mặc dù có nhiều chỉ trích từ phía châu Âu về việc tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga, thực tế là các giao dịch này hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp hiện hành. Hiện chỉ có hai giới hạn đối với việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Thứ nhất là việc chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Nga sang các nước thứ ba, và thứ hai là nhập khẩu dầu từ Nga bằng đường biển. Trong khi đó,
việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống hoặc dạng hóa lỏng từ Nga vào thị trường châu Âu vẫn không chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Tình hình này khiến cho các tuyên bố mạnh mẽ từ phía các lãnh đạo EU trở nên mâu thuẫn với thực tế và tạo ra những rào cản trong việc xây dựng một chiến lược năng lượng nhất quán. Dù bà von der Leyen lo ngại về mối đe dọa do sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, nhưng nếu không áp dụng các biện pháp đồng bộ cho tất cả các quốc gia thành viên, EU có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu giảm hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng Nga.